Động thái cực lạ của Hương Giang sau khi tỉnh cũ mất Tơ Lưu có tỉnh mới. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hương Giang đăng tải hình ảnh đầy thần thái khi thả dáng ở trời Tây, nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Dù diện nguyên cây đen nhưng không thể phủ nhận nhan sắc và phong cách thời trang của Hương Giang vẫn được đánh giá cao. Đặc biệt nhiều người chú ý đến dòng trạng thái của Hương Giang, anh chờ em được không? Ngay lập tức dòng chia sẻ khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Không biết đây chỉ là dòng chia sẻ vu vơ hay có ẩn ý nào liên quan đến Mắt Tơ Lưu hay không? Thậm chí một số còn cho rằng giọng ca anh đang ở đâu đấy anh đang có tình yêu mới. Dù vậy, đây cũng chỉ là những suy đoán của cộng đồng mạng, chứ người trong cuộc vẫn kín đáo trong chuyện tình cảm. Điều khiến nhiều người liên tưởng đến Hương Giang đang ẩn ý đến Mắt Tơ Lưu là do cách đây không lâu, Mắt Tơ Lưu bị netizen phát hiện đã xóa sạch mọi hình ảnh và những thứ liên quan đến Hương Giang trên trang cá nhân của mình. Không chỉ thế, trong một bài đăng từng tác tên Hương Giang nhưng nay đã thay bằng một cái tên viết tắt khác. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Mắt Tơ Lưu đã có tình mới sau khi chia tay với Hoa hậu chuyển giới 2018. Về phía Hương Giang, từ sau khi công khai chia tay Mắt Tơ Lưu thì nữ ca sĩ thường có những dòng trạng thái đầy ẩn ý nhưng lại không hề nhắc đến chuyện tình cảm. Trước khi để lộ tâm trạng lạ này thì Hoa hậu chuyển giới 2018 cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn. Theo đó, giọng ca anh đã bỏ em rồi, chỉ biết thốt lên đầy bất lực khi nói rằng Los Angeles, Bangkok, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lạnh xong lạnh, xong nóng liên tục mấy hôm tới sau khỏi bệnh đê trời. Trong một vài khoảnh khắc, Hương Giang để lộ thân hình gầy gò đáng lo ngại nhưng vẫn vui vẻ trấn an các khán giả rằng mình đã lấy lại được bờ vai móc áo như trước. Trước đó, sau khoảng thời gian 3 tháng, Hương Giang và Mắt Tơ Lưu đường ai nấy đi, cư dân mạng bất ngờ phát hiện loạt động thái mới của tình cũ Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Theo đó, Mắt Tơ Lưu chỉnh sửa dòng trạng thái từ ngày 29 tháng 1 trên trang cá nhân từ Em à anh nhớ em lắm nè, NHG thành Em à anh nhớ em lắm nè, NTT. Động thái chỉnh sửa này của Mắt Tơ Lưu diễn ra vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ tỏ thái độ không hài lòng với hành động này của Mắt Tơ Lưu, thậm chí buông lời chỉ trích anh chàng hậu chia tay Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Ngay lập tức, Mắt Tơ Lưu đã ẩn bài viết này trên trang cá nhân. Cho đến nay, mặc dù cả Mắt Tơ Lưu và Hương Giang vẫn giữ im lặng trước những ý kiến trái chiều, cộng đồng mạng vẫn bàn tán không hồi kết về động thái lạ của Mắt Tơ Lưu. Ngoài hành động sửa lại dòng trạng thái, Mắt Tơ Lưu còn được cho là đã hủy theo dõi Hương Giang trên mạng xã hội Instagram sau khoảng thời gian 3 tháng đường ai nấy đi. Hình ảnh thời còn mặn nồng của Mắt Tơ Lưu và Hương Giang từng được đăng tải đến thời điểm hiện tại cũng không còn trên trang cá nhân của anh chàng này. Cách đây không lâu, Mắt Tơ Lưu cũng đã đăng tải trạng thái trên trang cá nhân bằng tiếng Anh có nội dung: Một người trong 2 tháng có thể giúp bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không làm được, thời gian không quyết định được gì cả, nhưng tính cách thì có. Thời gian 2 năm Mắt Tơ Lưu nhắc tới trong dòng trạng thái trùng hợp với khoảng thời gian anh và Hương Giang hẹn hò. Tuy chỉ là dòng tâm sự có nội dung chung chung, không cụ thể nhắm tới ai, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn đoán giả đoán non rằng Mắt Tơ Lưu đang có người mới. Trước hành động của Mắt Tơ Lưu, phía Hương Giang vẫn giữ im lặng, cô không nhắc gì đến người cũ và tập trung cho chuyến lưu diễn kết hợp với du lịch tại trời Tây. Dù đã bị bạn trai cũ bỏ theo dõi trên Instagram, nhưng Hương Giang vẫn để chế độ theo dõi bạn trai và giữ lại toàn bộ hình ảnh ngọt ngào thời còn yêu nhau của cả hai. Chính hành động tinh tế này của Hương Giang lại nhận về nhiều sự khen ngợi của dân mạng. Đồng cảm với Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 bao nhiêu thì cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng với động thái của Mắt Tơ Lưu với tình cũ. Thậm chí, nhiều người hâm mộ đào lại những phát ngôn ngọt ngào trước đây Mắt Tơ Lưu đã dành cho Hương Giang. Bỏ theo dõi cũng được, xóa sạch toàn bộ ảnh cũng được, có người mới cũng được, nhưng cớ sao lại đem chuyện tình cảm 2 năm ra để so sánh hơn thua vậy? Facebooker Thảo Quỳnh bình luận dưới bài viết: Tự nhiên đang chia tay trong êm đẹp lại lên mạng xã hội làm chuyện này chuyện kia để người ta nhìn vào mất hay. Facebooker Trần Thế Vinh nhận định: Không biết ánh mắt này cố ý hay vô ý, nhưng ai cũng hiểu những hành động này khiến tình cũ cảm thấy tổn thương biết bao. Facebooker Đào Nhị Khánh bày tỏ: Hồi đó hai người chia tay trong hòa bình, tôi cực kỳ ấn tượng với sự văn minh của cả hai người. Nhưng động thái mới của Mắt Tơ Lưu là gì đây? Có lẽ tôi nên rút lại lời khen ấy dành cho Mắt Tơ Lưu. Mong rằng anh chỉ vô tình chứ không nhắm đến ai qua những động thái vừa rồi, Facebooker KN cho hay. Hương Giang lần đầu gặp Mắt Tơ Lưu tại chương trình Người Ấy Là Ai tập đặc biệt, trở thành nữ chính của show hẹn hò, Hương Giang đã quyết định trao hoa cho chàng CEO điển trai người Singapore. Mắt Tơ Lưu bày tỏ: Anh ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh của Hương Giang. Không những vậy, nam doanh nhân không quan tâm đến những lời bàn tán, việc mình quen một người chuyển giới. Gia đình Mắt Tơ Lưu cũng rất ủng hộ mối quan hệ của con trai, bố mẹ động viên theo đuổi Hương Giang. Tuy nhiên, sau khi công khai hẹn hò ngoài đời, cặp đôi liên tục vướng tin đồn tình yêu hợp đồng để đánh bóng tên tuổi nhau.
Đứng trước mọi lời đồn đại, Matthew vẫn ở bên theo sát bạn gái không rời trong mọi hành trình của cô. Giai đoạn Hương Giang vướng scandal phải ở ẩn suốt thời gian dài, Matthew vẫn ở bên động viên là điểm tựa cho người đẹp. Đứng trước những tin đồn này, Hương Giang bày tỏ trong bài phỏng vấn với báo giới rằng dù chưa một lần lên tiếng giải thích nhưng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của cả hai. Mọi người chỉ biết những gì xảy ra trên mạng với những bức hình hạnh phúc, nhưng những gì sau đấy thì có lẽ sẽ khiến mọi người cảm thông hơn với cả hai nếu biết được. Ngoài kia bão tố như thế, để giữ được một hạnh phúc là khó khăn. Và khi cả hai cùng trải qua tất cả những thăng trầm ấy với nhau, đó là lúc hai đứa đều nhận ra, vậy là mình đã cùng đi qua những gì khó khăn nhất rồi, nàng hậu bày tỏ. Chia sẻ về những điều ấn tượng nhất ở Matthew, Hương Giang kể, thứ nhất là Matthew nói tiếng Việt rất giỏi, dù là người nước ngoài. Điều thứ hai là Matthew rất chịu khó trao đổi. Mỗi khi cả hai xảy ra xích mích, họ luôn ngồi xuống cùng trao đổi vấn đề và tìm ra giải pháp. Người đẹp cho hay, bạn trai cũ rất nóng tính nhưng lại rất nhường nhịn cô và sẵn sàng thay đổi bản thân để mối quan hệ tốt hơn. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện kết hôn, Hương Giang cho hay, Giang không nói rằng bao nhiêu tuổi Giang mới cưới. Với Giang, chuyện đó phải xuất phát từ Max, bạn ấy phải sẵn sàng và chúng mình cũng đã thống nhất với nhau chuyện đó. Cầu hôn hay bất cứ điều gì hoàn toàn phải từ phía Max, Max phải biết thế nào là phù hợp và làm ơn, đừng báo trước hay bàn bạc gì với Giang về chuyện này. Sau khi cặp đôi thông báo đường ai nấy đi, một người bạn của Hương Giang chia sẻ với chúng tôi rằng cặp đôi đã chia tay được khoảng 2 tháng. Nguyên nhân do Matthew khá ghen muốn Hương Giang ít xuất hiện, làm vợ hiền, dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Nhưng Hương Giang là cô gái cá tính, còn rất nhiều đam mê với nghệ thuật nên cả hai xảy ra bất đồng.